Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với đi video cập nhật tin tức hôm nay của kênh Social TV nhé. Hôm nay thì mới đây nhất, nam danh ca Mạnh Quỳnh có chia sẻ một cái đoạn clip cũng khá là vui vẻ, tinh thần rất là mang nhiều năng lượng tích cực nha cả nhà. Đoạn clip này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều những lời bình luận của fan hâm mộ. Đại đa số những lời bình luận là khen. Tại vì clip này có lồng nhạc rất là vui vẻ. Lời bài hát mà anh đã dùng ở trong cái đoạn clip này là từ ngày tụi mình kết thúc, bây giờ cuộc sống anh ra sao? Tức là hôm nay ca sĩ Mạnh Quỳnh khá là vui vẻ, chia sẻ nhiều bức ảnh hát show, cười nói và thêm một cái clip ngắn thôi, ngồi trên xe. Với tâm trạng rất là vui, anh đã đu đưa theo điệu nhạc sập sình của nhạc dạng nhạc hơi nhảy nhảy đó mọi người. Và rất nhiều fan sau khi xem được cái clip này của anh thì để lại bình luận chúc mừng là nam ca sĩ đã có một cái năng lượng tích cực. Thì anh cũng để lại bình luận là do hôm nay ngày cuối tuần nên cảm giác vui. Làm cái đoạn clip này gửi đến fan hâm mộ. Nhưng mà hiện tại thì ở trên trang cá nhân của anh, nếu mà mọi người xem thì sẽ không thấy đoạn clip này đâu. Tại vì nó nằm ở trong phần story, là phần reel của mọi người, nên nó cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn trên trang của Mạnh Quỳnh thôi. Và bây giờ thì không biết là do chủ sở hữu đã ẩn nó đi hay là đã gỡ nó xuống, nên mọi người không dễ dàng tìm ra đâu. Hồi nãy thì mình thấy và mình coi nên mình chia sẻ lại thông tin này cho mọi người được biết. Nhiều fan để lại bình luận như là cuộc sống của anh Mạnh Quỳnh bây giờ là vui vẻ, mạnh khỏe, bình an trong cuộc sống. Đong đầy tình thương của quý vị khán giả gần xa, luôn yêu thương anh và nhớ tới anh. Cuộc sống mới của chú ca sĩ Mạnh Quỳnh thấy vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, nụ cười tỏa sáng. Vậy là từ ngày kết thúc với em thì cuộc sống của anh đã mở sang một cái trang mới nha mọi người. Bây giờ mình xin chuyển tiếp thông tin qua bạn Tuyết Nhung. Mới đây thì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ cái thiệp mời mà Thanh Party, ekip của chương trình hôm bữa tổ chức á. Dấu ấn cung tơ họa điệu ngày 6 tháng 11 sẽ tổ chức một cái chương trình coi như là bữa tiệc cảm ơn. Diễn ra tại quán của cậu Thanh Huy nha mọi người. Tuyết Nhung là khách mời đến tham dự. Đây là thông tin mới sẽ được các bạn chia sẻ và fan hâm mộ có thể đến để cùng gặp gỡ trong cái bữa tiệc này nha cả nhà. Rồi thêm bạn ca sĩ Trẻ Sắt Long hôm nay lại chia sẻ tiếp về ngày 8 tháng 11 năm 2024 sắp tới đây. Mini show đêm tâm sự, Sắt Long và Tuyết Nhung rất háo hức để gặp cả nhà mình luôn nè cả nhà ơi. Tức là chia sẻ về show của cặp đôi ở tại Hải Phòng nha cả nhà. Mọi người nếu ở gần đó đến xem live trực tiếp, mua vé ủng hộ nha cả nhà. Kế đến hôm nay thì trên trang xin lỗi, trên kênh YouTube của đạo diễn Khương Dừa vừa đăng tải một đoạn clip mà ngày thứ sáu đạo diễn Khương Dừa đã đến quán Buda Chai và dùng bữa trưa cùng với hai bạn Tuyết Nhung và Sắt Long. Thì hiện tại video này đang thu hút lượt view cũng khá là lớn từ fan hâm mộ của đạo diễn Khương Dừa. Và bên cạnh đó thì fan hâm mộ của cặp đôi Sắt Long với lại Tuyết Nhung cũng đang chia sẻ video này về các hội nhóm. Thì mọi người có thể xem đoạn clip này nhé. Và trong đoạn clip này thì mình cũng đã xem rồi và thấy cả ba anh em Khương Dừa, Tuyết Nhung với lại Sắt Long đã có một buổi trò chuyện hết sức thân mật. Mọi người dùng cơm trưa rồi nói chuyện, chia sẻ rất là nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong trên bước đường âm nhạc của cả hai bạn Tuyết Nhung với lại Sắt Long. Thì đạo diễn Khương Dừa như mọi người cũng biết là một đạo diễn rất là mát tay, có rất nhiều các ca nghệ sĩ đã thành danh ở những chương trình mà anh tham gia. Và bây giờ hội quán ngôi sao Miệt Vườn, anh cũng đang là đứa con tinh thần. Và sắp tới đây thì hai show ở tại Bến Tre, thì show ngày 10 tháng 11 có Tuyết Nhung với lại Sắt Long tham gia. Và được anh cho biết là sẽ có truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình của tỉnh Bến Tre luôn. Đây là quê hương của anh Khương Dừa.
Và anh cũng mong muốn hai đêm nhạc sẽ mang lại nhiều màu sắc mới, rất nhiều các ca nghệ sĩ nổi tiếng như là Minh Vương, Lệ Thủy, Châu Thanh, Ngọc Huyền cùng một số các anh chị em ca nghệ sĩ khác nữa ở trong chương trình này sẽ mang lại hai đêm nhạc hết sức là hay cho bà con ở tại quê nhà của anh. Thì rất mong với lại Tiên Nhung cũng chia sẻ về quá trình đi hát rồi được fan hâm mộ yêu mến như thế nào cho anh Khương Dừa được biết, rồi thêm những dự định trong tương lai. Thì bên cạnh đó, đạo diễn Khương Dừa cũng có những lời khuyên dành cho hai em hết sức là tinh tế, và anh cũng mong muốn bạn trẻ cặp đôi này được khán giả yêu mến nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Tại vì với cái dòng nhạc quê hương trữ tình bolero mà cặp đôi đang theo đuổi thì chắc chắn giống như là mưa dầm thấm lâu thì sẽ được nhiều fan hâm mộ ở mọi miền công nhận và yêu thương nhiều hơn. Khán giả cũng mong rằng qua chương trình hai show của Ngôi Sao Miệt Vườn thành công tốt đẹp, bên cạnh đó show ngày 10 tháng 11 có mặt Sắc Long với lại Tiết Nhung cùng với những cái bài hát sẽ làm cho khán giả thêm yêu quý các em nhiều hơn. Mọi người ở gần xa sẽ biết được đến tiếng hát của cặp đôi này, và hy vọng cặp đôi ngày càng có thật là nhiều show. Nhưng mà đạo diễn Khương Dừa cũng có những lời dặn hết sức là chân tình đối với hai em về cách sống, về tư cách đạo đức khi là một người nghệ sĩ, người của công chúng. Thì những lời tâm tình hết sức là dễ thương của Khương Dừa dành cho hai bạn thì hai bạn cũng đã tiếp thu, và với một thái độ rất là dễ thương. Kế đến là mình cập nhật thêm thông tin của cặp đôi Ngọc Phụng với lại Quỳnh Trang nhé mọi người. Mới đây thì Ngọc Phụng với lại Quỳnh Trang cũng cho ra đời rất nhiều những bài hát mới, tân nhạc có, tân cổ có. Ngọc Phụng chia sẻ, đừng coi em như cánh chim hoang đi vào đêm. Là nghệ sĩ, bất cứ một người nào cũng đều có chung một nỗi sợ, đó là sự lãng quên. Cả đời phấn đấu, cống hiến, chỉ mong được khán giả biết đến, được yêu thương và được trân trọng. Nhưng cuộc đời thì có sẵn quy luật, sinh lão bệnh tử, dù cố gắng níu kéo như nào cũng không ai tránh khỏi được quy luật đó. Nhất là nghệ sĩ nữ, nỗi sợ đó đến với họ càng nhiều, sợ cái sự cuối mùa nhan sắc. Sợ vắng mặt lâu rồi chẳng còn ai nhớ đến mình, sợ khán giả coi họ như một cánh chim hoang đi vào màn đêm và mất hút dù là còn hiện hữu hay đã an nhiên ở cõi vĩnh hằng. Một câu chuyện khác rằng những nghệ sĩ may mắn có được cho mình những bạn diễn ăn ý, tạo nên những cặp đôi vàng. Trong cuộc đời làm nghề, ngoài danh tiếng riêng thì tên tuổi họ luôn gắn liền, đặt cạnh với tên tuổi một nghệ sĩ khác, luôn là có đôi có cặp. Nên dù rằng đến thời điểm nào đó họ không còn đứng chung trên sân khấu, người giải nghệ hay có người chẳng còn hiện hữu, người thì vẫn đang độc hành với chính những khán giả yêu mến họ. Và rồi người đời sẽ luôn nhắc đến như một huyền thoại. Sẽ đúng như cái câu hát, dù đời gian dối nhưng đôi ta vẫn còn nhau. Đây chính là hai câu hát tạo cho Phụng cảm xúc mạnh nhất về đời người nghệ sĩ, nhất là đối với các nữ ca sĩ. MV lần này Phụng muốn làm để dành tặng cho những nữ nghệ sĩ hiện tại hiện hữu và những nữ nghệ sĩ tiền bối đã không còn quá nhiều thời gian đứng trên sân khấu, và cả những người đã trở thành những thiên sứ ở đâu đó. Ngọc Phụng và Quỳnh Trang xin được tái hiện lại những tâm đắc nhất qua liên khúc của hai nhạc phẩm Đêm Vũ Trường và Tình Đời. Minh Kỳ, Vũ Trương, Lê Minh Bằng. Mời quý vị đón xem tại kênh Ngọc Phụng Official vào lúc 19:19 ngày 11 tháng 11 năm 2024. Vậy là tiếp tục cặp đôi Ngọc Phụng với lại Quỳnh Trang sẽ cover lại những bản tình ca bất hủ. Mọi người có thể tìm xem trên kênh của Ngọc Phụng nhé cả nhà.